Xin mời Đô Chí và Đô Tiến. Đô Chí và Đô Tiến khẩn trương. Sau trận Chí và Tiến là trận của Kỳ và Hùng. Đô nào mà đọc tên trước thì thắt bao đỏ. Thắt vào cho chó cặp quần, xách cái quần cao lên. Thắt vào cái quần của các cháu. Ban tổ chức tiếp tục nhận được các tấm lòng hảo tâm của các gia đình, các cá nhân, các ông bà đã ủng hộ cho Hội Vật Xuân làng khu 3. Chúng tôi xin cảm ơn ông Thiện Hương Trúc Voi 200.000 đồng. Ông Sáu đang trọng tài Nguyễn Văn Thạch Hòa 200.000 đồng. Anh Trung Chất 500.000 đồng. Cô Yên Sống Quán 200.000 đồng. Thay trang phục đi. Xin chân thành cảm ơn các ông bà, chúc gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đô mang trang phục màu đỏ là Đô Chí của Hạ Bằng. Chí đứng lên chào khán giả. Đô mang trang phục màu vàng là Đô Tiến của Thạch Hòa. Trọng tài Nguyễn Văn Thành, các trọng tài khác không thay đổi. Hai đô vào giữa thảm. Ngồi xuống, nghe lệnh trọng tài chống xe đài. Thôi, kết thúc phần xe đài rồi. Bắt tay nhau. Các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Chúng tôi xin công bố kết quả lúc 17 giây của hiệp thứ nhất, đô mang trang phục màu đỏ thắng cuộc. Như vậy Đô Chí của Hà Bằng đã toàn thắng đầu leo. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Vương, trưởng ban tổ chức giải, lên trao đầu leo cho Đô Chí Hà Bằng. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Vương.